Dạ kính bạch sư bá, kính bạch chư đại đức tăng ni. Dạ cho con xin được hỏi câu hỏi ạ. Dạ trong hiện tại con á có một vấn đề, đó là có những đối tượng mà khổ nhỏ nhẹ thì con có thể quan sát một hồi như sư bá với thầy giảng, là mình ngắm nhìn nó như nó đang là, nhưng thì con hãy sát một hồi thì nó cũng mất. Nhưng có những đối tượng nó quá mạnh thì nó lấn áp, không cách nào con có thể mà quan sát được. Bạch sư bá, con ví dụ là ví dụ như khi con ngồi thiền khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì cái đối tượng đau chân hay là con quan sát một hồi thì nó cũng qua. Nhưng có một vài cái tai nạn, ví dụ chẳng hạn như té xe hay là gì đó thì không thể nào mà quan sát được. Hoặc là trong tương giao giữa đại chúng với nhau á, có vài cái giao thoa giống như là huynh đệ với nhau, huynh đệ xích mích lẫn nhau, thì có ví dụ một sư huynh hay là một sư đệ nói thì cái con quan sát thì thấy mình đang sân. Anh bạn đang sân nè, anh bạn đang nổi nóng nè, thì cũng quan sát thì một hồi thì cũng mất. Nhưng có khi ví dụ như là huynh đệ mạnh quá, cái đối tượng mạnh quá, chửi bới này kia mình chịu không được, phải mình bực mình phải chửi lại. Dạ cũng xin hết á. Cái này là do cái mà mình mà khó đó, là bởi vì sao biết không? Bởi vì do mình đăng ký học lớp sai. Thí dụ trình độ mình học lớp 1, mình đăng ký học lớp 2. Trình độ mình học lớp lớp 2 thì mình đăng ký học lớp 5. Vì vậy cho nên á, do cái việc mà chọn tu của mình á, sai, cho nên đâm ra thành khó. Cho lẽ ra đó, ví dụ như cái người đó cỡ ngang, cái trình độ ngang đâu thì học ngang đó, thì nó sẽ cho nó có khó cách mấy đi nữa cũng đều là cũng qua được. Nhưng mà nếu mà mình trình độ mình học lớp 2 mà mình đi học lớp 5 là không thể nào qua được. Không thể nào qua được. Cho nên á, không phải ai xuất gia cũng đều là thành công. Đó là bởi vì do mình chọn lớp sai. Hoặc là mình chọn cái phương pháp tu hành sai. Gì đó. Cho nên á, mình thấy khó. Còn cái người mà nếu mà có nhiều người thì lại thấy, có người nói ví dụ như sư bá dạng, có người nói rồi sư bá nói sao là thầy nói sao khó quá ấy. Nhưng mà con có người thì nói trời ơi sao mà con hồi trước giờ con tu quá trời mệt đi, mà bây giờ sư nghe thầy nói cái con vỡ òa ra, con thấy khỏe hết sức. Cái đó là nó cũng do là nó trúng lớp thôi. Chứ không có gì hết trơn. Tức là khi nó đúng lớp thì tự nhiên thấy nó dễ học, nó vừa phải sức mình, vừa sức mình để tu đó. Đó. Cho nên hồi xưa Đức Phật á, hồi trong thời Đức Phật á, là các cái vị mà họ đến xuất gia đó, thì Đức Phật ngài tùy trình độ của mỗi người mà ngài khai thị cho cái người đó đúng với trình độ của người đó. Và khi ngài khai thị đúng với trình độ của người đó đó rồi á, thì ngài rồi cái người đó đó vẫn là tự mình mày mò, tự mình trải nghiệm chiêm nghiệm đó. Nếu người đó không muốn làm cái cốc thì vô trong hang động ở dưới gốc cây ở chỗ nào đó, trong cái nghĩa địa rồi gì người ta có che rồi gì, chỗ nào che đó có thể vô đó ở tạm. Còn ăn thì cứ khất thực lấy mà ăn. Rồi và thiếu y áo thì cứ đi lượm vải về mà may mà mặc. Đó. Tức là
tức là người đó hoàn toàn đối diện với mình. Chỉ Đức Phật Ngài chỉ khai thị để cho thấy ra cái nguyên lý thôi, thấy ra cái nguyên lý mà đang hiện thực ở nơi mình đó, thì người đó thấy ra thôi. Sau đó người đó đó, A Nan thì về tu theo kiểu A Nan, Ca Diếp thì về theo kiểu Ca Diếp, Mục Kiền Liên thì tu theo kiểu Mục Kiền Liên, Sa Lợi Phất thì tu theo Sa Lợi Phất. Cho nên mỗi người là đều là giác ngộ giải thoát như nhau, nhưng mà qua thể hiện đúng với cái lớp của mình. Tức là cái người nào căn cơ trình độ nào thì người ta sẽ tự mày mò để mà thực hiện cái cách tu của mình. Đó. Thì như vậy á, là người ta sẽ là tu đúng với cái khả năng của cái người đó. Còn bây giờ ví dụ như mình vô một thiền viện thì phải ngồi như nhau, phải mọi cái đều phải như nhau hết, cho nên đâm ra có những cái nó không phù hợp với mình, mà nó sinh ra một số cái rắc rối. Đó, cái đây là một cái khó khăn ở trong các cái tu viện, trong thiền viện nó xảy ra là bởi vì do cái lý do đó. Cho nên á, mỗi người á vẫn phải là thường trở về tròn vẹn tỉnh thức để mà khám phá chính mình, để xem được trình độ mình ngang đâu, mình nên tu tập cái gì thì mới đúng. Mà mình đừng, mà thực ra là mình cũng không phải áp dụng cái gì để mà tu tập cả, mà mình khi mình đã thấy ra được cái điều cái chính yếu mình cần phải làm gì đó, thì cái người đó trở về soi sáng lại chính mình để xem thực cái nhận thức và hành vi của mình đúng hay sai, xấu hay tốt như thế nào, để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Thì còn nhiều khi mình là vì mình muốn là đắc thiền hay là cái gì đó, cho nên mình ráng mình ngồi rồi đau chân rồi mình chịu không nổi chẳng hạn. Đó là cái đó là tại vì mình chưa thực sự thấy được cái trình độ thực của mình, chưa thấy được con người thực của mình cần cái gì, cần làm cái gì, điều chỉnh ở đâu. Đó. Cho nên cái khó của cái tu viện á là nó nằm ở cái chỗ đó. Cho nên hồi thời Đức Phật á, mặc dù là đọc tăng chúng, nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn là hướng dẫn mỗi khác, không có giống như bây giờ là vô một cái trường thiền là cứ giống y như nhau, người nào cũng phải như vậy, người nào cũng phải cái như kia, cũng phải như vậy. Mà hồi thời Đức Phật là ngài không có chịu trách nhiệm về chuyện khác, ăn uống đồ gì thì cứ đi khất thực mà ăn đi, muốn làm cóc mồm nêu gì thì cứ làm đi. Rồi ngài không có chịu trách nhiệm về chuyện đó, y áo ngài cũng không chịu cái trách nhiệm luôn, mà ngài chỉ chịu trách nhiệm về cái chuyện là chỉ cho người đó thấy được tu như thế nào cho đúng với bản thân người đó. Cho nên mỗi người là Đức Phật Ngài hướng dẫn mỗi khác hết. Giống như bây giờ người ta giáo dục ở bên Mỹ cũng vậy, người ta một lớp mấy chục người, 20 người, nhưng mà thầy giáo, cô giáo là dạy mỗi người, chứ không phải là dạy hết cả một loạt. Không phải là mình lên là cứ đọc một loạt bài rồi cho học trò chép rồi đem về học thuộc lòng, không phải như vậy, mà là hướng dẫn mỗi người mỗi khác. Bởi vì người này thì trình độ như thế này, người kia trình độ như thế, mặc dù cùng học một lớp nhưng mà mỗi người vẫn là mỗi khác hết, mà thầy giáo là phải trực tiếp hướng dẫn từng người một. Cái khó là ở cái chỗ đó. Cho nên á, bây giờ sư bá mới ở trong trong chùa sư bá là cứ mỗi tối sư bá để ra từ nửa tiếng cho đến một tiếng để cho một vị sư đến để mà trao đổi, có thể là nói thế trình pháp, hay là có thể là trao đổi cái gì đó khó khăn trong tu tập như thế nào, cái gì đó. Sư bá tùy theo cái mỗi người đó để gỡ cho họ, xong rồi ngày mai là cái người khác.
và cứ thay phiên nhau như vậy, hết giáp vòng rồi thì là cái người khác trở lại. Để mình mới là tiếp xúc với mỗi vị tăng, thậm chí là những người đến công quả cũng được đến trình pháp, để mà không phải đúng mà trình pháp là kiểu như là các cái thiền viện mà vô rồi nói đắc cái này đắc cái kia, không phải vậy, mà là gần như tâm sự với nhau. Học trò có cái thời gian để tâm sự với thầy, thầy cũng có thời gian để hiểu cái người học trò nó tới ngang đâu, để mà hướng dẫn, chỉ dẫn thêm. Đại khái như vậy. Nhưng mà bây giờ có một cách, bây giờ có cái thế này, có cái này rất là quan trọng, đó là mình đừng có gặp cái vấn đề rồi khi đó mình mới là tìm cách đối trị. Thường thường là mình tu theo cái kiểu là gặp vấn đề rồi mới tìm cách đối trị, còn chưa gặp vấn đề thì cứ thản nhiên. Không phải vậy, mà là trong đời sống hàng ngày đó, từ cái bước đi cho đến cái nhai cơm, cho đến cái ngứa gãi, cho đến cái xịa răng, tất cả những việc nhỏ nhặt nhất đều mình phải tròn vẹn tỉnh thức để biết rõ. Sư bá có cái ví dụ là giống như là cái trí tuệ nó giống như con dao á, nếu mà nó không được mài á thì nó sẽ bị lục đi. Cho nên á là mình phải mài thường, cho đến khi mà để nó lục đi rồi, xong rồi cái bắt đầu mình đem ra để mình cắt cái gì đó thì cắt hoài không ra, là bởi vì sao? Thì cũng như trí tuệ vậy đó, đến khi sân nó nổi lên cái rồi mình cắt không được, cắt hoài không được, là tại sao? Bởi vì cái con dao trí tuệ của mình nó lục rồi. Thế còn bây giờ trong đời sống hàng ngày mà cứ mỗi việc nhỏ nhặt nhất á, đều mình là đều rõ biết, thì tất nhiên là cái cung gươm trí tuệ đó, người ta gọi dùng là từ gươm trí tuệ đó, cái gươm trí tuệ nó mới sắc bén. Cho nên là chỉ cần một sân khởi lên cái là nó đứt liền lập tức. Trí tuệ, chỉ cần có trí tuệ cái là tham sân si gì khởi lên nó đứt liền. Thì bây giờ mọi người phải trở lại với chính mình trong những sinh hoạt bình thường nhất của đời sống. Không cần phải là cố mà ngồi thiền cho nó đau chân, mà đôi lúc mình đi quét dọn, đi làm phục vụ gì đó, mà trong cái phục vụ đó, mình lại là rõ biết thân thọ tâm pháp đang như thế nào đó. Thì chính cái mà mình cứ dùng cái đá mài thân thọ tâm pháp đó để mà phát huy cái trí tuệ đó, thì lúc đó sân chưa khởi lên là đã biết rồi. Bởi vì trí tuệ nó đã có sẵn rồi, cho nên bây giờ sân chưa khởi lên là đã biết rồi. Mà đã biết rồi thì sân nó không khởi lên nữa. Đó. Đại khái là vậy. Hoặc là đau là mình chưa thấy rõ hết cái đau đó đó. Khi mình đau á, là mình khởi tâm lên đối kháng. Cho nên cái tâm đối kháng nó làm cho cái đau mình chịu không nổi. Chứ thực sự ra mình mà đủ bình tĩnh sáng suốt, đủ thư giãn buông xả, thì mình sẽ thấy là cái đau nó là trở thành lại là thậm chí nó trở thành lạc nữa là khác. Cái đau chân nó trở thành lạc, một cảm giác lạc luôn, chứ không phải là đau nữa. Nhưng mà cái khi mà mình cứ tâm mình mà đối kháng á, thì nó càng đau thêm, đến lúc mình chịu không nổi. Đó là gươm trí tuệ, gươm định tuệ của mình nó chưa đủ. Định là gì? Định là tuệ là chặt đứt, còn định là phải cầm cho vững để mà chặt cho đúng chỗ. Đó là định tuệ. Hai cái yếu tố định tuệ đó là nó phải phát huy trong từng những cái việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống, chứ không phải là đời cái chuyện lớn mới là tu. Mình thường hay tu lớn không, chứ không có tu nhỏ. Tu lớn tức là ngồi thiền, cố đắc định này đắc định kia, cố làm sao để thậm chí là tức là thực ra là làm như vậy á thì tham sân si nó càng tăng lên.
Trong khi nếu mà mình thấy rõ từng cái việc làm nhỏ trong đời sống á, thì tham sân si nó sẽ đoạn giảm. Và thậm chí có những cái mình không cần cắt nữa, nó tự nhiên nó uổng, nó mất đâu rồi á. Sao hồi trước mình chịu không nổi, mà bây giờ mình lại nó mất rồi. Là tại vì mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, trong từng cái sinh hoạt hàng ngày nhỏ nhặt nhất trong đời sống.